Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây, các bạn có thể dễ dàng nhận ra với cái cụm cam nồi này, đó chính là chiếc Redmi Note 11S. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm tựa game Free Fire Max trên chiếc Redmi Note 11S. Đây là phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB nhá. Và chiếc điện thoại này có mức giá loanh quanh khoảng 6 triệu đồng. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm thật là chi tiết để xem nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, và đây là cái lựa chọn mà rất nhiều anh em quan tâm hướng tới trong cái mức giá tầm khoảng 5 cho đến 6 triệu đồng. Đó, khi mà chúng ta đã thấy cái mức giá của con Redmi Note 11 Pro 5G thì nó lên tới 9 triệu đồng. Còn Redmi Note 11 Pro 4G thì nó sẽ là 7 triệu rưỡi. Nó cao hơn khá là nhiều so với cái ngân sách anh em định bỏ ra. Và với con Pro 5G thì chúng ta còn có cái mà để mà đánh đổi, còn cái 4G thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều cái sự đánh đổi, đặc biệt là anh em quan tâm đến cấu hình. Đó, rồi và trong clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thật là chi tiết nhé. Rồi ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu clip. Đầu tiên thì mình sẽ show điểm auto của chiếc Redmi Note 11S này để cho anh em tham khảo. Thì chúng ta sẽ có 254.305 điểm với CPU là 82.594 điểm, GPU là 65.567 điểm với Mali G57 MCI. Và RAM sẽ là 8GB với 57.887 điểm và phần mềm Android 11. Và chiếc điện thoại này đang chạy trên cái giao diện là MIUI 13.0.4 nha anh em. 13.0.4 chứ không phải là .5. Đó, và với con Helio G96 tức là MediaTek 6781 thì đây là một số điểm nó không phải là quá cao, nhưng mà ngày hôm trước khi mà mình test tựa game Wing Commander Mobile thì các bạn thể thấy là mình chơi FPS 61 luôn luôn đứng im, luôn đứng im cái không hề bị drop một chút nào. Đó, cái đó mình ghi nhận là một cái điều rất là ok. Đó, rồi ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong tựa game Free Fire Max nhé. Rồi các bạn thể thấy ở đây là đang là mức là 62% pin, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử cái nhiệt độ của chiếc điện thoại này nhé. Note 11S thì nó không giống như Note 11. Đó, không giống như Note 11, cái nhiệt độ nó cao hơn. Đây, bây giờ đang là xuất phát điểm đang là 20 độ C này. Đó. 20.3 này. Rồi, nó sẽ loanh quanh từ 20 cho đến 22 độ nha anh em. Đó, và các bạn thể thấy là nhiệt độ thì ngày hôm nay thì ở miền Bắc thì nó vẫn có thể gọi là cực kỳ là lạnh. Đó, nhiệt độ chỉ loanh quanh từ khoảng 10 cho đến 13 độ thôi. Đó, đó là nhiệt độ ngoài trời. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game Free Fire Max nhé. Bây giờ các bạn thấy đấy, đang là 62% pin. Ok, và ở đây thì cái đầu tiên như mình đã chia sẻ với anh em ở trong những clip trước rồi. Loa của con Note 11S này không lớn bằng loa của con Note 11. Đó, cái loa kép này. Cái rõ ràng nhất mà anh em có thể nhận ra là con loa kép. Còn đây là chiếc Note 11S mà mình đang trải nghiệm. Còn Note 11S của anh em trải nghiệm nó như thế nào thì anh em có thể là chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Tôi cảm ơn anh em đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi những video trên kênh của mình và ủng hộ tinh thần mình bằng cách bấm đăng ký kênh và hãy bấm nút chuông để nhận những video sớm nhất nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong phần cài đặt này. Còn đồ họa này, không có cái lý do gì mà chiếc Redmi Note 11S của chúng ta lại không bật được Max Setting đúng không? Đó, mọi thứ phải bật Max lên. Đó. Liên quân bật Max được thì Free Fire Max cũng phải Max thôi. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành và bắt đầu trong một trận đấu, đó là chế độ tử chiến xếp hạng nhé. Đây là một cái chế độ mình cũng khá là ưa thích. Đó, mức độ sáng ở đây thì mình sẽ để tầm khoảng 85%, đấy, 85 đến 89% để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế. Và anh em thể thấy là loa của nó con này nghe thực sự là không đã luôn. Anh em nếu như mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy là cái phần loa của loa chính này nó sẽ nhiều hơn là cái loa kép ở bên trên này. Đấy, nhưng mà ở trong cái Note 11, trên cái Note 11 này thì anh em sẽ không thể phân biệt được điều này. Đó, gần như không phân biệt được. Ở đây thì có thể nói là 19, 10. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nghe rõ là 16, 10. Đó, đó là cái trải nghiệm cảm nhận của mình về âm thanh. Tất nhiên chỉ đó chỉ là một cái nhược điểm rất là nhỏ thôi. Còn lại thì những chuyển động ở trong tựa game Wing Commander Mobile thì mình đánh giá rất là ok. Đó. Và ở đây thì mình sẽ trải nghiệm trong clip này, mình sẽ trải nghiệm tựa game Free Fire Max nhé. Ui, 2-1. Cố lên, cố lên. Ok. Hay thế nhỉ?
ok. Hay. Được. Ok, và mình cũng đang cố gắng cày level lên để lên một cái level cao, thì cái việc chơi mà gặp boss thì nó sẽ hạn chế hơn chút. Nó hạn chế hơn chút thôi, chứ còn ở cái tựa game này thì nói chung là đã ở cái mức ở cái tử chiến xếp hạng này rồi thì nó sẽ ít boss hơn. Thứ hai là nó cũng khá là nhiều hiệu ứng trang phục các thứ và mình tải khá là đầy đủ đó. Mà nói chung là để mà lag với những con ví dụ nốt 11 hoặc là nốt 11 S thì cũng theo mình nghĩ là khá là khó. Ok này. Thì bên mình khá bồ và mình sẽ chơi thêm một trận nữa nhé. Rồi tổng kết lại cái trận đấu đầu tiên thì nói chung là trận đấu thì nó cũng kéo dài cũng khoảng tầm 5-7 phút gì đấy đó thôi. Đó, và pin thì chúng ta đang còn 58% pin này. Đó, như vậy là chúng ta mất 4% pin trong một cái trận đấu. Để xem nào, bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ, và nhiệt độ thì mình thấy là hơi ấm ấm anh em ạ. Bắt đầu là có cảm giác là ấm ấm vào tay rồi. Rồi chúng ta đã lên đến 32 độ. Các bạn có thể thấy là như vậy là nó biên độ nhiệt nó chênh lên đến 12 độ đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu trận đấu thứ hai nhé. Kia. Trời, đẳng cấp luôn. Yeah.
đâu ta? Móc à? Ui. Thì nó còn hai thằng. Cứu rồi. Đâu nhỉ? Người ta nó móc này. Gọi là đẳng cấp. Vạn viễn xuyên tâm luôn. Ok, như vậy là sau hai trận đấu kéo dài khoảng 15 phút thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra pin nào. 54% pin. Ồ, như vậy là mất 4% trong một trận đấu. Đó, như vậy là pin các bạn thấy là nó cũng khá là hao đúng không? Pin nó cũng không được trâu như kiểu là con tối ưu về cái hiệu năng cái thời lượng pin như là con Redmi Note 11. Đó. Rồi, mình sẽ tiếp tục cho đến 30 phút nhá. Mình sẽ chơi thử trong vòng 30 phút.
Ok, và như vậy là mình đã trải qua 30 phút chơi tựa game Free Fire Max trên chiếc Redmi Note 11S. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta chỉ còn có 49% pin. Như vậy là chúng ta đã mất khoảng 13-14% pin cho 30 phút chơi game. Như vậy là pin mình không đánh giá quá cao về con này. Có lẽ là nó phải gánh một cái đồ họa cao hơn. Và bây giờ các bạn thấy là nhiệt độ lên đến 35 độ này. Đó, khá là cao đúng không? 37 độ luôn. Này, nó 36 độ này. Rồi 31 độ. Đấy, các bạn thể thấy là cái biên độ nhiệt nó chênh lệch lên đến 17-18 độ đúng không? Rồi như vậy là mình các bạn thể thấy là nhiệt độ nó sẽ cao hơn so với con Redmi Note 11 khá là nhiều. Có lẽ là nó đến từ cái việc con chip Helio G96 nó không được tối ưu về cái nó phải bung ra để nó gánh một cái người ta. Các bạn có thể thấy là như vậy là nhiệt độ nó sẽ cao hơn so với con Redmi Note 11 khá là nhiều. Có lẽ là đến từ cái việc là con Helio G96 và Redmi Note 11 này người ta sẽ tối ưu, người ta sẽ thiên về cái hiệu năng hơn là cái việc mà tối ưu cho cái nhiệt độ, đúng không ạ? Rồi và trong 30 phút trải nghiệm thì mình thấy là nếu mà nói về chiếc Redmi Note 11 này có chơi tốt cái tựa game Free Fire Max không thì nó chơi rất là ok, rất là thoải mái. Đó, kể cả là các bạn có thể là giao tranh nhiều hay là lên danh cao hay là như thế nào chăng nữa thì mình đánh giá cũng khá là ổn áp cái tựa game này trên chiếc Redmi Note 11. Còn ngoài ra về cái âm thanh thì như mình đã chia sẻ rất nhiều clip thì âm thanh thì mình không đánh giá quá cao âm thanh này. Còn cái màn hình thì màn hình cũng là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD cộng và nó cũng tương tự như cái màn hình của con Redmi Note 11 thôi. Về pin thì sẽ hao đâu đó bây giờ chúng ta còn 48% pin đúng không? Loa thì các bạn thấy là đến thời điểm hiện tại thì mình đang bật loa nhỏ hơn so với bình thường lúc nãy khi mà mình chơi những ván đầu rất là nhiều. Đó, chung là pin và nhiệt độ là tương đối lớn và tương đối cao. Đó, còn về trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ rất là mượt. Đó, và mình đánh giá là có phần mượt hơn con Redmi Note 11 rất nhiều. Rồi, còn không biết là anh em thấy như thế nào hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Tổng quan lại thì nó vẫn là một chiếc điện thoại rất là ok ở trong tầm giá về cái phần hiệu năng nhé, về hiệu năng thôi. Còn những cái điểm khác như nhiệt độ hoặc là pin thì mình không đánh giá quá cao. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo.